Gợi ý suy niệm lời Chúa. Lễ Chúa ba ngôi 5C. Lời Chúa. Tin mừng theo Thánh Gioan đoạn 16 từ câu 12 đến câu 15. Mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi là mầu nhiệm chính yếu của Kitô giáo. Chúng ta tuyên xưng đức tin trong Kinh Tin Kính. Chúng ta tin một Thiên Chúa duy nhất là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Từ Thiên Chúa ba ngôi phải được nhiều thế kỷ mới hình thành. Đầu tiên vào cuối thế kỷ thứ hai, giám mục Theophilo thành Antiochia sử dụng từ này trong một bức thư gửi cho Antiochus, một người lạc giáo và được các giáo hội chấp nhận. Tuy nhiên phải đợi đến thế kỷ thứ sáu, từ Chúa ba ngôi mới được hình thành và được chấp nhận. Người Do Thái chỉ tin vào Thiên Chúa độc nhất, toàn năng. Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa cũng tự mặc khải là cha của dân Do Thái. Nơi các tiên tri, Ngài thường gọi Israel là con ta. Ngài cũng tỏ cho dân Do Thái thấy tình yêu của Ngài đối với dân. Ngài yêu dân Israel như một người chồng yêu thương vợ và đau đớn khi bị phụ tình. Tiên tri Hosea đã có những trang đầy tràn tình yêu. Tiên tri Jeremiah diễn tả tình yêu Thiên Chúa như một người cha yêu thương đứa con bé bỏng của mình, chăm sóc nâng niu. Nhưng chỉ có Chúa Giêsu mới mặc khải khuôn mặt thật của Chúa Cha, mới cho chúng ta biết Thiên Chúa là ba ngôi, là Cha, Con và Thánh Thần. Chính Thiên Chúa cũng tỏ ra cho chúng ta biết Ngài là Cha của Chúa Giêsu. Này là con ta rất yêu dấu, con đẹp lòng ta. Chúa Thánh Thần cũng xuất hiện dưới hình thức chim bồ câu khi Chúa Giêsu chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả ở sông Giô-đan. Chúa Giêsu nói đến Chúa Cha, mặc khải Cha trên trời và chứng tỏ Ngài là Con. Ngài thường dùng cách nói Cha ta đấng ngự trên trời. Khi cầu nguyện, Ngài cũng dùng từ Abba là tiếng nói của trẻ thơ để gọi Cha Ngài. Trong đoạn Tin Mừng giáo hội trích dẫn hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy sự hiệp thông toàn vẹn giữa ba ngôi Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần được gọi là thần khí sự thật sẽ đến và dẫn anh em đến sự thật vẹn toàn. Sự thật đó chính là ba ngôi Thiên Chúa. Thánh Thần sẽ giúp chúng ta hiểu về ba ngôi một cách đầy đủ hơn. Thánh Thần đó không tự mình nói điều gì, Ngài chỉ nói những gì Ngài đã nghe từ Chúa Cha và Chúa Con. Ngài sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Điều này chứng tỏ mối hiệp thông giữa ba ngôi thật tuyệt diệu. Mối liên hệ giữa Chúa Cha và Chúa Con cũng vẹn toàn vì mọi sự của Chúa Cha đều là của Thầy. Vì Cha với Thầy là một nhưng không lẫn lộn. Thầy không phải là Chúa Cha và Chúa Cha không là Thầy. Thánh Thần là của Thầy nhưng Ngài không phải là Chúa Cha, cũng không là Chúa Con. Ngài là mối liên hệ yêu thương giữa Cha và Thầy. Ngài là của Thầy nhưng đồng thời Ngài cũng là của Cha Thầy. Làm sao giải thích điều không thể giải thích? Giáo hội vẫn cố gắng tìm cách giải thích mầu nhiệm ba ngôi bằng nhiều cách, nhưng vẫn còn phải cố gắng đào sâu mãi. Thiên Chúa là vô biên và ngôn ngữ và trí khôn loài người có hạn, nhưng không phải vì thế mà chúng ta có thể lười biếng tìm kiếm sâu hơn. Phải nhờ Thánh Thần mà thôi, vì Ngài mới dẫn chúng ta đến sự thật vẹn toàn. Chúng ta không thể hiểu Thiên Chúa bằng những lý luận, mà chỉ hiểu bằng ánh sáng Thánh Thần, bằng đức tin mà thôi. Chúng ta không thể múc cạn đại dương bằng một giỏ sò. Các thánh hiểu ba ngôi như một gia đình. Ngài là hiến ban, là tình yêu, là niềm vui yêu thương và được yêu. Khi chúng ta nói đến tình yêu, chúng ta chỉ hiểu theo tình yêu hạn chế của con người. Thiên Chúa là tình yêu tuyệt đối. Chúa Cha yêu Chúa Con bằng một tình yêu tuyệt đối. Tình yêu đó không thể có ở trong thế giới của con người. Chúa Con cũng yêu Chúa Cha bằng một tình yêu tuyệt đối. Và tình yêu tuyệt đối giữa Chúa Cha và Chúa Con là Thánh Thần. Chúng ta chỉ tuyên xưng những gì chúng ta có thể hiểu được, và tất cả được gồm tóm trong một câu của Thánh Gioan: Thiên Chúa là tình yêu. Vì là tình yêu, Ngài yêu thương chúng ta.
Vì yêu thương chúng ta, Ngài đến liên hệ với chúng ta. Ngài sai con một ngày đến trần gian để chứng tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Ngài sâu đậm đến mức nào. Và Thánh Thần là tình yêu khôn tả của Ngài được đổ tràn trên chúng ta, khiến chúng ta trở thành con. Và trong tình con thảo đó, chúng ta gọi Ngài là Abba, Cha. Mầu nhiệm ba ngôi là tất cả đối với chúng ta. Chúng ta không thể tìm đâu ra ý nghĩa cuộc sống và hạnh phúc. Tất cả khơi nguồn từ tình yêu ba ngôi và kết thúc trong tình yêu đó. Ngài ban cho chúng ta một hồng ân tuyệt hảo là được yêu mến Ngài. Chúng ta có cảm thấy đó là một hồng ân không? Thánh Ignatio thành Antioquia viết: anh em chỉ yêu một mình Thiên Chúa thôi. Chúa cũng mong chúng ta yêu Ngài thôi, vì chỉ có Ngài là hạnh phúc độc nhất của chúng ta. Giới răn của Ngài là yêu. Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Thiên Chúa của ngươi hết lòng hết sức ngươi. Chúa Giêsu lặp lại: điều răn thứ nhất và quan trọng nhất là hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn. Chỉ có Thiên Chúa là đáng yêu trên hết mọi sự. Thế nhưng, dù được khích lệ như thế nào, hình như chúng ta vẫn không yêu. Có cái gì cản trở tình yêu? Tình yêu Chúa vẫn mời gọi, nhưng chúng ta vẫn ỡn ờ, không dứt khoát. Các thánh đã yêu và đã chuyển lại cho chúng ta những kinh nghiệm quý báu của các ngài, nhưng hình như chúng ta vẫn không có can đảm bước vào tình yêu. Đó là một điều đáng tiếc. Thánh Teresa đồng Giêsu chỉ biết sống cho tình yêu. Ơn gọi của em là yêu. Đó cũng là ơn gọi của chúng ta. Chúng ta có đáp lại ơn gọi đó không? Ai hay cái gì đã cản trở không cho chúng ta yêu mến Chúa? Ai đã tách chúng ta ra khỏi tình yêu Chúa? Chúng ta phải tìm cho ra nguyên nhân. Nếu không, chúng ta không bao giờ có thể yêu mến Chúa, và như thế chúng ta sẽ không bao giờ đạt tới hạnh phúc. Cầu xin cho chúng ta đủ can đảm, dứt khoát với những gì không giúp chúng ta yêu mến Chúa. Xin cho chúng ta đủ can đảm bỏ mình để chỉ sống cho Chúa mà thôi. Chúa Giêsu không bỏ rơi chúng ta trong sự yếu hèn của chúng ta. Ngài vẫn kề cận, nâng đỡ chúng ta. Ngài đã dùng một phương tiện hết sức tuyệt vời để đến trong chúng ta là một tấm bánh. Nhờ đó chính Ngài sẽ ở trong chúng ta và giúp chúng ta yêu mến Chúa, miễn là chúng ta không cản trở hoạt động của Ngài. Ăn lấy Ngài đi, sống với Ngài trong những thực tại nhỏ bé hằng ngày của chúng ta, như thế cũng đủ để đền đáp tình yêu của Ngài. Linh mục Trầm Phúc.